căng thẳng Biển Đông phủ bóng lên hội nghị ASEAN tại Lào. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Viên Trăng của Lào. Đây sẽ là hội nghị khu vực đầu tiên kể từ khi Tòa trọng tài ngày 12 tháng 7 trả phán quyết tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong yêu sách đường lưới bò mà Bắc Kinh đơn phương vật ra bao trùm hầu hết diện tích Biển Đông. Cây bút Ben Otto của WSJ nhận xét rằng các nước thành viên ASEAN và Mỹ đã phản ứng khá thận trọng với phán quyết của tòa họ ra những tuyên bố kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế nhưng chưa thúc ép trung quốc trút lại yêu sách chủ quyền phi lý của mình trên biển đông điều này có nghĩa là chương trình nghị sự tại lào nói chung nhà của một loạt cuộc họp asean năm nay sẽ bấp bênh hơn so với bình thường ASEAN từ lâu đã chia rẽ về tình hình Biển Đông khi các quốc gia nhỏ như Campuchia bị cáo buộc ngang không cho khối đưa ra lập trường thống nhất về vấn đề này và các nước khác cũng sợ làm mất lòng một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của họ. Khi Campuchia chủ trì Hội nghị ASEAN năm 2012, Trung Quốc đã vận động nước này để tránh đề cập đến vấn đề Biển Đông, khiến ASEAN lần đầu tiên trong 40 năm không ra được tuyên bố chung sau cuộc họp chính của các ngoại trưởng hồi tháng 6 Campuchia tuyên bố nói rằng họ không ủng hộ việc tòa trọng tài ra phán quyết việc Biển Đông và sẽ phản đối bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết. Hiện chưa rõ Lào quốc gia chấp với Trung Quốc và nhận được lượng lớn đầu tư từ Bắc Kinh trong những năm gần đây có lái chương trình nghị sự ASEAN chờ ra khỏi vấn đề hóc búa để với Trung Quốc hay không. Các nhà ngoại giao khu vực cho biết Trung Quốc đã vận động nhiều nước để tránh trà tuyên bố chính thức đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài hoặc luật pháp quốc tế về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, họ cũng cho biết một số nước ASEAN đã thúc đẩy để vấn đề này giành được nhiều sự chú ý hơn. Giám đốc đối tác, đối thoại và hợp tác liên khu vực của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Jakarta sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận về Biển Đông tại cuộc họp, bao gồm cả việc đề cập đến vấn đề này trong tuyên bố bế mạc. Ông Aman nói, đây là một cuộc đàm phán, vì vậy điều quan trọng là chúng ta đưa vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung. Ông nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia vào năm 2012 và nói, chúng tôi phải tránh tình huống như thế xảy ra một lần nữa. Trung Quốc sẽ không có vai trò chính thức trong giai đoạn đầu của Hội nghị tuần này, nhưng vào sáng 24 tháng 7, họ sẽ hội đàm với khối ASEAN. Vào ngày 25 tháng 7, Trung Quốc, Mỹ và các khối quốc gia khác dự kiến cùng ASEAN tham gia hội nghị ngoại trưởng Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN 27 thành viên, một hội nghị về an ninh. Một người âm hiểu về kế hoạch của các nước thành viên ASEAN cho biết một số nhà ngoại treo đặt hy vọng cao vào hội nghị, hy vọng rằng nó sẽ đưa ra tuyên bố chưa có tiền lệ về đề chính trị sự phân quyết của tòa trọng tài. Tuy nhiên thì các chuyên gia trong khu vực hoài nghi về khả năng này. Tôi nghĩ rằng may ra thì ASEAN sẽ đề cập gián tiếp đến phán quyết trong tuyên bố cuối cùng của họ, chứ chưa nói đến là có cách tiếp cận mới. Một nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại viện Isaac Yusof ở Singapore nhận xét rằng các ngoại trưởng tham dự AMM lần thứ 49 là một nhóm tương đối thiếu kinh nghiệm. Chỉ ba người trong số họ đã tham dự hội nghị lần thứ 48 tại Kuala Lumpur hồi tháng 8 năm ngoái. Mối quan hệ của họ vẫn chưa phát triển. Người chủ trì ngoại trưởng lào chỉ vừa nhậm chức được 4 tháng nay trong bối cảnh đó asean dễ bị can thiệp và thao túng bởi bên ngoài ngoại trưởng lào sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ tất cả các bên đặc biệt là về việc nói gì và tránh đề cập gì về vấn đề biển đông trong thông cáo chung và tuyên bố của chủ tịch diễn đàn khu vực asean ông cho rằng asean sẽ khó lòng đưa ra được tuyên bố chung về phán quyết của tòa trọng tài vì có bất đồng ý kiến nội bộ nhưng ông cũng nhấn mạnh thực tế rằng phán quyết vốn đã tràn buộc pháp lý với tất cả các bên tham gia công ước liên hiệp quốc về biển bao gồm cả trung quốc asean có thể nhắc lại những nguyên tắc ủng hộ hòa bình về vấn đề biển đông lên tiếng ủng hộ cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa philippines và trung quốc Họ cũng có thể yêu cầu sự hỗ trợ của các nước bên ngoài, nhất là những đối tác đối thoại của ASEAN như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và EU để khuyến khích giải quyết hòa bình, các tranh chấp và đề cao tính thượng tôn pháp luật trong vấn đề Biển Đông. Ông Story thì cho rằng hội nghị những ngày sắp tới sẽ không phải là dịp để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Ông nói thêm, Trung Quốc chưa sẵn sàng tòa hiệp trước khi tòa trà phán quyết và chắc chắn bây giờ cũng không. Cây gậy phán quyết Biển Đông được dùng thế nào tại hội nghị ASEAN? Trong khi ASEAN tỏ ra thận trọng về phán quyết của PCA, thì các nước đối tác có thể tận dụng tối đa cây gậy này. Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Viện Phó Viện Luật so sánh Đại học Luật Hà Nội trao đổi với VN Express, với vai trò là nước chiến thắng sau phán quyết của tòa trọng tài, nhưng phản ứng của Philippines tại hội nghị ngoại trưởng của các nước ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan cuối tuần này là điều không dễ đoán khi nước này có tổng thống mới. Hội nghị của các ngoại trưởng ASEAN, AMM 49, diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 23, ARF 23 và hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước tham gia cấp cao Đông Á lần thứ 6, EASFMM 6 sẽ diễn ra tại viên Chan Lào từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7. Theo tiến sĩ Thắng, khác với tự tổng thống Philippines. Benigno Aquino, người khởi xướng vụ kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò, tân tổng thống Rodrigo Duterte đã tỏ thái độ muốn giảng hòa với Trung Quốc. Ông Duterte muốn sử dụng phán quyết của tòa trọng tài để đàm phán với Bắc Kinh. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Manila tại AMM 49 và các hội nghị liên quan lần này có thể chịu ảnh hưởng của các nước liên quan, mặc dù không đẩy vấn đề tới mức quá căng thẳng. Đánh giá về việc ASEAN không ra tuyên bố chung. Sau khi tòa trọng tài ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Philippines hôm 12 tháng 7, ông Thắng cho rằng điều bị coi là chia rẽ này cũng có khía cạnh tích cực. Ông Thắng nói, ASEAN không ngay lập tức phất cao ngọn cờ để Trung Quốc vào thế phải tuân thủ phán quyết để Bắc Kinh có thời gian điều chỉnh. Đây có thể xem là thái độ tích cực, chứ không hẳn thụ động nhằm làm dịu tình hình. Chuyên gia của Đại học Luật nhắc lại trong chiến lược của Trung Quốc, Biển Đông được coi là lợi ích cốt lõi, Bắc Kinh muốn xây dựng lại trật tự khu vực theo cách họ muốn trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiến ở mức nào thì họ sẽ phải nhìn ngó phản ứng của các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản để không đến mức dẫn tới đối đầu. Nếu Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch quân sự hóa ở Biển Đông, Mỹ sẽ can thiệp mạnh hơn, có nhiều chuyến tàu và máy bay tuần tra, điều đó có thể dẫn tới khủng hoảng an ninh trong khu vực. Ông Thắng nói, tại các hội nghị này của ASEAN, các tường quốc chắc chắn sẽ gây sức ép lớn với Bắc Kinh, bởi trước đây Mỹ-Nhật chưa có cơ sở pháp lý để can thiệp vào tình hình Biển Đông. Với góc nhìn thận trọng hơn, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an lưu ý Philippines có thể tận dụng phán quyết của tòa trọng tài để thảo luận với Trung Quốc nhằm mang lại các lợi ích của riêng Manila. ASEAN vẫn ra được tuyên bố chung nhưng chưa chắc đã nhắc tới việc thúc giục thực thi phán quyết của tòa trọng tài. Theo ông Cương, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác quan tâm đến hòa bình ở khu vực sẽ đề nghị các bên liên quan tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài, tôn trọng tự do hàng hải. Ông Cương nói, hoạt động của Trung Quốc ngày càng phức tạp, tuy nhiên mức độ Bắc Kinh dấn lên ở mức nào thì họ vẫn phải dò xét và đứng của Mỹ và các nước lớn. Đánh giá về ý nghĩa của phán quyết ngày 12 tháng 7, Thiếu tướng Cương cho rằng phán quyết đã tạo ra cơ sở pháp lý để Việt Nam, Philippines và các nước thuộc ASEAN cùng có tranh chấp có thêm chất gậy để đấu tranh với Trung Quốc. Quyết định này của tòa mạng ý chí nguyện vọng của cả cộng đồng quốc tế dù có phản đối nhưng Bắc Kinh cũng phải tính đến lưu lượng không thể quay lưng lại với cộng đồng quốc tế để muốn làm gì thì làm. Nói về vai trò của ASEAN, tiến sĩ Thắng nhận định, mặc dù có những thời điểm hiệp hội chưa tạo ra được những bước chuyển lớn, nhưng thực tế các nước vẫn phải vận dụng biện pháp ngoại giao là chính hậu phán quyết của tòa trọng tài. Nhiều người cho rằng ASEAN không làm được gì phủ nhận vai trò của ASEAN nhưng tôi nghĩ tiếng nói khu vực có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Thắng nhận định, Việt Nam nên thúc đẩy các biện pháp ngoại giao trong khuôn khổ ASEAN, tham vấn để cùng các nước xây dựng tiếng nói chung. Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông dù Trung Quốc đe dọa. Bao tuần tới, bà Susan Rice sẽ không du Bắc Kinh và thúc giục Trung Quốc tránh có những hành động leo thang sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Tòa trọng tài. Đây là cuộc họp Mỹ Trung cấp cao nhất sau khi phán quyết được đưa ra vào ngày 12 tháng 7. Trả lời riêng Reuters ngày 22 tháng 7, bà Rice khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục điều thuyền bay và hoạt động ở Biển Đông. Trước đó, Bắc Kinh đã cảnh báo những hoạt động tuần tra này của Mỹ có thể gặp phải thảm họa. Khi Tổng thống Obama chỉ còn 6 tháng là kết thúc nhiệm kỳ, chuyến công du Trung Quốc của nữ cố vấn an ninh quốc gia nhằm duy trì cân bằng trong mối quan hệ tổng thể giữa hai nền kinh tế lớn nhất bên cạnh những bất đồng do tình hình Biển Đông. Bà Rice nói, tôi đã trao đổi với các đối tác Trung Quốc trong những tuần qua, chúng tôi hiểu rõ quan điểm của nhau, khi gặp trực tiếp họ, tôi sẽ thúc giục các bên phải kiềm chế hành động của mình. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng khẳng định sẽ không để những khủng hoảng khác trên thế giới như tình hình Syria hoặc Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng đến chính sách tái cân bằng hướng về châu Á của Tổng thống Obama. Kể từ khi phán quyết được đưa ra, Trung Quốc phản ứng quyết liệt bằng những phát biểu chính thức hoặc các động thái quân sự như tổ chức tập trận, điều máy bay ra đảo nhân tạo trên Biển Đông. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cao cấp nói chưa có hành động nào quá nghiêm trọng và Washington hy vọng sẽ không xảy ra tình huống chậm chắn. Vị này nói, chúng tôi không mong muốn tình hình leo thang, chúng tôi cũng không nghĩ Trung Quốc sẽ hành động thiếu sáng suốt khi đẩy căng thẳng gia tăng.